Tập 43. Lâm Thư, lời mẹ của anh nói đừng có để bụng nha. Bà ấy không có ý đó. Anh xin lỗi em. Không sao đâu. Mẹ của anh nói đều là sự thật. Chúng chỉ mẹ của em không đúng. Thật ra thì ý của mẹ anh chỉ là lo cho bác gái. Tính của mẹ anh xưa nay tuy rằng chua ngoa nhưng mà mềm lòng. Em hiểu mà. Em tới nhà rồi. Anh quay về đi. Tạm biệt. Bà Lý. Là cậu. Là các người. Các người đã hại chết ba của Lâm Thư. Đã hại Lâm Tử Kiến. Bà nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Hôm nay tôi tới tìm bà là cố ý muốn giúp bà. Phải. Tiền của ông Lâm là cho tôi lấy. Nhưng mà không có Trương Dương, số tiền đó làm sao tôi lấy được phải không? Người thật sự hại chết ông Lâm là Trương Dương đó. Trương Dương, Trương Dương. Lại là tên khốn Trương Dương. Con người của Trương Dương này lòng dạ rắn rết, ngay cả tôi hắn cũng muốn hại. Cho nên chúng ta phải nghĩ cách mà đối phó. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nè nè, bà muốn làm gì chứ? Báo cảnh sát sao? Nếu như bà muốn bắt hắn, dựa vào đoạn ghi âm này làm sao mà bắt? Vậy thì phải làm sao đây? Phải làm sao? Hôm nay tôi tới tìm bà, đương nhiên là tôi đã có cách. Uống trà đi, đừng sốt ruột quá. Lâm Thư. Dì Tinh. Dũng Anh. Lâm Thư đâu? Chị ấy đã đi họp rồi, không có ở đây. Đi họp rồi sao? Dạ. Để chị gọi điện cho nó. Mạnh mẽ thì chưa chắc là đẹp. Cho nên nhìn tôi mạnh mẽ, chưa chắc tôi đã đẹp phải không? Các bạn hãy nhớ cho kỹ. Tôi là người Đông Bắc, đã tới đây sống được hơn 17 năm rồi. Sao Lâm Thư lại không nghe máy? Có lẽ chị ấy đang họp. Cuộc họp chỉ mới bắt đầu thôi. Hay là chị chuyển lời đi, chút nữa con nói lại cho. Thôi khỏi đi. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Trương Dương, cái tên súc sinh này, mày hại chết cha của Lâm Thư. Bà nói điên gì vậy? Sao bỗng nhiên Lý Tinh lại nhắc tới Lâm Tử Kiến? Lẽ nào bà ta biết chuyện gì sao? Sao bà ta lại tới khách sạn? Cũng tốt, cứ thử bà ta đã. Bà Lý, bà rảnh chạy tới đây làm gì? Tôi đi đâu tới phiên cậu quản sao? Bây giờ bà là giúp việc nhà của chúng tôi. Không ở nhà làm việc nhà đi, chạy tới đây làm gì chứ? Tôi không hỏi được sao? Nè, làm gì vậy? Buông tay ra, buông tay ra. Để tôi nói cho bà biết cái gì tốt. Mẹ à, bà để Lâm Tử Kiến thấy bà bây giờ thì người có buồn hay không? Nhìn thấy vợ của mình tái hôn với người có tiền, người ta không chấp nhận phải sống phụ thuộc, xem như bảo mẫu như người làm. Bà làm gì vậy chứ? Sao khổ vậy? Trương Dương, cậu còn mặt mũi nhắc tới Tử Kiến hay sao? Tôi không thể nhắc tới ba của tôi sao?
Bà nhìn cái gì chứ? Bà mới là không có mặt mũi đó. Cậu đúng là khốn kiếp. Tôi còn nghi ngờ rằng năm đó Lâm Tử Kiến có phải do bà làm cho tức chết. Có phải là bà có người khác bên ngoài khiến bà của tôi tức chết hay không? Nói bậy bạ cái gì vậy tên khốn kiếp. Bà nhìn bà đi, có tật giật mình. Nè Trương Dương, Lâm Tử Kiến chính là bị cậu hại chết. Bà đừng có nói bậy đó. Chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Bà có chứng cứ hay không? Chứng cứ phải không? Muốn chứng cứ chứ gì? Nhìn thấy cái gì chưa? Là chứng cứ. Chứng cứ sao? Minh Giác, Minh Giác, ông Đặng đâu? Ông Đặng ra ngoài tham gia hội thảo nghiệp vụ khách sạn rồi. Khi nào mới về? Ông Đặng nói hôm nay sẽ về trễ một chút. Sao lại đi mất rồi? Ông ấy đã đi đâu? Đường Môn. Đường Môn. Cảm ơn nha. Mình phải tới Đường Môn. Lý Tinh đang gọi. Lý Tinh, mau dừng xe lại. Dừng xe lại. Lý Tinh, chị, Phó Tổng Trương rốt cuộc đi đâu chứ? Tìm anh ta cả ngày không thấy đâu. Em còn nhiều công văn cần anh ta ký. Chị ra ngoài sao? Chị tìm mẹ của chị. Hôm nay hình như chị có tới khách sạn tìm chị đó. Có phải là có chuyện gì không? Mẹ có gọi điện thoại cho chị, nhưng chị bận không nghe được. Sau đó chị gọi lại cho mẹ, nhưng mẹ lại không bắt máy. Chị cảm thấy rất bất an, cho nên đi xem thử. Vậy chị đi mau đi. Cô tới đây làm gì? Tôi tới tìm mẹ tôi. Bây giờ mẹ của cô trở thành người giúp việc nhà tôi rồi. Cô cũng không còn là con gái của Đặng Minh Giác. Cô tới làm gì chứ? Trương Dương, không phải tôi tới cãi nhau với anh đâu. Lúc nãy tôi gọi điện cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không nghe máy.
Phiền anh vào đó xem giúp tôi bà có ở nhà không. Được, tôi sẽ giúp cô coi thử. Nếu như lỡ bà ấy không có ở nhà hay là ra ngoài chợ gì đó thì làm sao? Vậy thì anh hỏi giúp tôi bà ấy đã đi đâu. Tôi rất sốt ruột đó. Được, cô đừng sốt ruột. Để tôi đi hỏi cho, chút nữa tôi gửi tin cho cô. Sao rồi? Mẹ, chị ấy không nghe máy. Bà nội, Trương Dương về rồi sao? Cái cô Lý Tinh này, điện thoại không nghe máy, cơm cũng không nấu. Xem ra, thân phận người giúp việc này cô ta không thể làm rồi. Chờ cô ta về, kêu cô ta đi đi. Mẹ, có khi nào chị ấy đi tìm anh hai không? Cô ta tìm anh con làm gì chứ? Nó đi họp rồi. Xảy ra chuyện gì sao bà? Tìm không thấy Lý Tinh, điện thoại cũng không nghe máy. Mẹ, theo con thấy hay là để con đi nấu cơm nha. Đi đi đi. Nè Trương Dương à, tối hôm nay chắc là ăn cơm trễ một chút. Nếu như con cảm thấy đói thì vô tủ lạnh lấy chút gì đó ăn lót dạ nha. Dạ không sao đâu. Vậy con lên lầu thay quần áo trước. Đi đi. Mẹ của cô không có ở nhà, trong nhà cũng không biết bà ấy đã đi đâu. Lâm Thư, ba, sao con lại tới đây, không vào trong đi? Con tới tìm mẹ của con. Mẹ của con không có nhà sao? Dạ không có. Con đã gọi điện cho mẹ nhưng không nghe máy. Để bà đi xem. Tiêu rồi. Có lẽ lúc nãy ba bận quá, mẹ của con cứ gọi cho ba, ba cũng không nghe. Hay là như vậy, con vào nhà ngồi chơi trước đi. Chờ mẹ của con một chút. Nó không chừng chút nữa mẹ con sẽ về đó. Chắc là tới nhà bạn của mình chơi rồi. Con không vào đâu. Thưa ba, nếu như mẹ con về, làm phiền ba nói với bà ấy gọi điện thoại lại cho con gấp nha, để con yên tâm. Được rồi, ba sẽ chờ chút nữa mẹ con về, sẽ kêu mẹ con gọi điện cho con ngay. Dạ. Hay là như vậy, để ba kêu Trương Dương đưa con về nha. Dạ thôi, dạ thôi. Con đi xe taxi về được rồi, cũng tiện lắm. Vậy thì con đi đường cẩn thận đó. Dạ con xin phép. Được. Sao lạ vậy? Trời tối như vậy rồi mà còn đi đâu chứ? Dạ, cảm ơn. Làm phiền gì rồi? Nếu như mẹ của con có tới tìm gì thì gọi cho con biết nha. Dạ, con cảm ơn. Không biết mẹ đi đâu nữa, sốt ruột muốn chết luôn. Có khi nào đi giải khuây không? Cho dù có đi giải khuây cũng nên báo cho chúng ta một tiếng. Đi chơi cũng không tới mức gọi điện không nghe máy chứ. Thiệt tình. Em coi có khi nào hôm nay chị nổi giận với mẹ, sau đó mẹ giận quá cho nên mới bỏ nhà đi, không nghe máy của chị không? Không có đâu chị à, đừng có nghĩ lung tung. Chắc là điện thoại của mẹ hết pin đó. Điện thoại reo không ai nghe mà hết pin cái gì. Chị, hay chị gọi tới nhà họ Đặng lần nữa đi, xem mẹ đã về đó chưa. Để chị gọi lại xem sao. Chị, cuối cùng cũng làm xong. Đúng ra hôm qua đã ký xong rồi, nhưng Phó Tổng Trương cả ngày không thấy anh ta đâu, không biết đang bận cái gì nữa.
Dì Tinh đã gọi lại chưa? Vẫn chưa. Điện thoại bây giờ không gọi được. Alo, Đặng tổng. Cái gì? Dạ dạ. Được 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 được, con biết rồi. Con sẽ tới đó ngay. Mạng lớn thiệt đó. Mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con là Lâm Thư đây, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ à, sao lại như vậy? Ba không biết đã xảy ra chuyện gì. Hay là chúng ta đi hỏi bác sĩ xem. Này Lâm Thư, chúng ta cùng nhau đi hỏi bác sĩ đi. Nè, em xem mẹ nha. Dạ. Mẹ. Nếu như bà ta tỉnh lại thì mình tiêu rồi. Bác sĩ, vợ của tôi khi nào có thể tỉnh lại? Cái này rất khó nói. Do bệnh nhân phần đầu bị va chạm rất mạnh cho nên dẫn tới hôn mê. Còn khi nào mới có thể tỉnh lại? Có lẽ là mấy ngày nữa, cũng có thể là mấy tháng, hoặc là cần thời gian dài hơn. Tôi cầu xin anh đó, anh nhất định phải cứu cô ấy. Cho dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Anh nhất định phải cứu sống cô ấy. Tôi cầu xin anh mà. Cái này ông yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng để chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng chúng tôi không dám đảm bảo. Lâm Thành, vì sao rồi? Em nói chị đi chứ, chị bị làm sao? Bây giờ cũng không biết tình hình ra sao. Anh nói coi, sao chuyện gì cũng trút lên gia đình của em hết vậy? Đi vào thăm gì trước. Lâm Thư, bác Đặng. Mẹ của con sao rồi? Bác sĩ nói qua 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Bác Đặng, bác liên lạc với cảnh sát chưa? Cảnh sát cũng đã tới. Họ nói họ đang điều tra. Sao lại như vậy chứ? Có lẽ do áp lực cuộc sống quá lớn. Ba, có khi nào bởi vì mẹ từ bà chủ trong gia đình trở thành người giúp việc cho nên trong lòng... Cái gì? Người giúp việc gì? Cũng đều tại ba chăm sóc cho mẹ con không tốt. Tìm được Lý Đông chưa? Còn chưa tìm được sao? Anh nghe cho rõ đi. Tôi không biết anh dùng cách gì, mau chóng tìm ra nó cho tôi. Tìm thêm vài người, canh chừng Lâm Thư và Lâm Thành cho kỹ một chút. Mẹ, mẹ đã ngủ lâu như vậy rồi, chắc cũng ngủ đủ rồi phải không? Mẹ mau tỉnh lại đi. Con đảm bảo với mẹ, sau này con sẽ không làm cho mẹ giận nữa, có được không? Bác sĩ nói với con là phải thường xuyên vận động gân cốt cho mẹ. Như vậy chờ sau khi mẹ tỉnh lại thì sẽ không mắc bệnh teo cơ. Con biết mấy năm nay mẹ rất vất vả và cũng rất mệt, nên muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng mà mẹ à, thời gian mà mẹ ngủ cũng quá lâu rồi, cũng nên thức dậy rồi đó. Mọi người còn chờ mẹ cùng nhau ăn cơm.
Lâm Thương, chị, mẹ sao rồi? Không được thì chị về trước đi, em ở lại cho. Không cần đâu, chị muốn ở thêm với mẹ một chút. Lâm Thương, con cũng về nghỉ ngơi đi. Mấy mốt cũng cần nghỉ ngơi mà. Sau khi con nghỉ ngơi đầy đủ thì tới lượt ba có được không? Nghe lời ba. Về đi con. Đi. Vậy lần này cực cho ba rồi. Hướng Thần, em muốn tới chỗ mà mẹ gặp tai nạn xem thử. Được. Chị, em cũng đi. Ba, tụi con đi nha. Được rồi, đi đi. Ba, làm phiền ba rồi. Cảm ơn ba. Này Lý Tinh. Lý Tinh, trời sáng rồi. Chị, chắc là chỗ này đó. Có lẽ là đúng rồi. Rốt cuộc thì mẹ đã vì chuyện gì? Không phải đã nói là khổ cực mấy cũng sống cùng nhau sao? Chị, hay chúng ta đi hỏi xung quanh đi, xem có người nào nhìn thấy hay không. Mẹ, là thật hay giả đi? Giả bộ hôn mê nữa chứ. Ba, sao mẹ còn chưa tỉnh? Bác sĩ có nói còn phải quan sát thêm một thời gian. Ba, Lý Tinh, Lý Tinh, Lý Tinh. Này Trương Dương, con mau đi gọi bác sĩ đi, nhanh lên. Dạ. Lý Tinh, Lý Tinh, là anh đây. Bà còn nhớ tên của bà là gì không? Nè, nhìn tôi đi, là số mấy? Nè, xin lỗi nha, qua đây một chút. Còn nhớ ông ấy là ai hay không? Lý Tinh à, tình hình bây giờ như vậy, bệnh nhân thì đã tỉnh lại rồi, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải tiếp tục quan sát. Được. Mẹ, tình trạng sao rồi? Lâm Thương, mẹ của con đã tỉnh rồi, nhưng mà vẫn cần quan sát thêm một thời gian. Nhờ một người nhà theo tôi tới phòng làm việc đi được không? Dạ được, để tôi đi cho. Em canh chừng mẹ đi. Bệnh nhân thì tỉnh rồi, nhưng phần đầu bị chấn thương dẫn tới bà ấy thiếu khả năng nhận biết và khả năng nói chuyện, cần phải có thêm thời gian. Vậy rốt cuộc là làm sao? Đơn giản mà nói, bây giờ bà ấy không thể nói chuyện, sau đó còn thiếu một phần ký ức chưa hồi phục. Vậy có thể chữa được không? Nếu phải điều trị, bây giờ là điều trị bằng thuốc, tiến hành song song với điều trị tâm lý. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian này, để tâm trạng của bệnh nhân luôn vui vẻ sẽ rất có ích cho sự hồi phục. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Cảm ơn. Lý Tinh,
Bà đừng trách tôi. Hướng thần, ăn sáng xong có phải con sẽ tới bệnh viện hay không? Cô Lý Tinh đó có phải vẫn đang còn ngơ ngác, không nhận ra ai là ai, không nói chuyện với ai hay không? Con nói coi, cái cô Lý Tinh này lúc thì giả có thai, lúc thì lại xảy ra tai nạn. Sao cô ta lại có nhiều chuyện như vậy chứ? Mẹ à, con sao vậy? Điều mẹ nói không phải sự thật sao? Người ta đã xui xẻo lắm rồi, mẹ không thông cảm thì thôi, còn nói nhiều làm gì? Rồi rồi rồi, con ăn đi, mẹ không nói nữa. Nè Hướng Thần à, con còn chưa ăn xong mà đi đâu vậy? Tính tình càng ngày càng nóng, không giống mình chút nào. Không biết phải con mình không? Đi nha. Anh sao vậy? Anh không sao. Tại anh mới cãi nhau với mẹ của anh một chút thôi. Có phải vì chuyện gia đình của em không? Không phải vì chuyện nhà của em đâu. Em đừng có chuyện gì cũng tự gánh vào mình. Anh Hướng Thần, nếu không phải nhờ dì Hà Ngọc giúp em trong Giai Giai, sợ là em không gắn gượng nổi. Cho nên em cảm kích dễ vô cùng. Đừng vì chuyện của em mà cãi nhau với dì ấy được không? Đã nói không liên quan tới em rồi mà. Em đừng lo lắng lung tung, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mấy ngày nay em tiều tụy lắm rồi đó. Đi thôi. Được. Nếu như anh biết cắt tóc thì tốt biết mấy. Vậy thì anh có thể cắt cho em một kiểu tóc thật xinh đẹp thuộc về em. Em coi, như vậy có được không? Chờ sau khi em khỏe lại rồi, chúng ta sẽ cùng nhau. Anh sẽ tìm cho em một nhà thiết kế thật tốt, cắt tóc cho em. Cho em đã càng xinh lại càng xinh hơn. Tụi con tới rồi sao? Bác Đặng, ba. Cảm ơn ba. Cảm ơn cái gì chứ? Đây đều là những chuyện ba nên làm thôi. Bác Đặng, mỗi ngày bác đều ở đây. Vậy công việc ở khách sạn thì sao? Một số công văn quan trọng bác đều kêu thư ký mang tới đây cho bác. Con coi, đều ở đây hết rồi. Ở đây tự nhiên lại trở thành phòng làm việc của bác. Mẹ vẫn chưa nói được câu nào hay sao? Phải. Nếu mẹ con có thể nói chuyện thì tốt biết mấy. Ba cũng không biết mẹ của con có nghe được những lời ba nói hay không. Mẹ, mẹ tới rồi. Dì Hà Ngọc, Minh Giác, Lý Tinh sao rồi? Vẫn như vậy, còn phải tiếp tục quan sát thêm. Chỗ này của bác thiệt là đẹp đó. Có thích hay không? Thích lắm. Không biết khi nào con mới mua nổi căn nhà đẹp như vậy. Con không có gì thì tới đây ở đi. Thật vậy sao? Chỉ cần bác hoan nghênh thì con sẽ tới. Được thôi. Bác à, cái này không phải là con muốn nói đâu. Nhưng bác coi anh xui, suốt ngày cứ ở trong bệnh viện hoài như vậy làm sao được phải không? Cả bác cũng nhắc nó hoài, nhưng mà nó có nghe bác đâu. Trong hội đồng quản trị, rất nhiều người đã nói là muốn tìm người thay thế nó, làm cho bác cảm thấy rất lo. Ăn không ngon, ngủ không yên, thật sự phiền muốn chết. Ngược lại thì nó chẳng màng quan tâm gì tới nguy cơ này. Phải. Trương Dương nhà con ngày nào cũng lo lắng, cứ sợ khách sạn Dương Quang có ngày sẽ rơi vào tay của người ngoài. Bác nói coi, khách sạn Dương Quang là cả gia đình mình vất vả cả đời mới có. Bác nói vị trí tổng giám đốc này dựa vào đâu để cho người ngoài? Nhà mình đâu phải là không có người, phải không bác? Khách sạn Dương Quang là của nhà họ Đặng bác. Bất cứ giá nào cũng không để cho người ngoài chiếm được đâu. Lý lẽ thường tình thôi, vẫn là bác hiểu thấu nhất.
Lâm Thư, tình trạng của mẹ con bây giờ cũng không biết tới khi nào mới có thể hồi phục. Mẹ con vẫn luôn hy vọng con và Hướng Thần hai đứa mau chóng làm đám cưới. Ba cảm thấy hay là bây giờ hai đứa con tổ chức hôn lễ luôn đi. Không phải bác sĩ đã nói sao, nếu như thời gian này có diễn ra một số chuyện khiến cho mẹ con cảm thấy vui hơn và phấn khích hơn một chút, có lẽ đối với bệnh tình của mẹ con sẽ có ích hơn rất nhiều đó. Ba biết trong lòng con đang nghĩ gì, là con hy vọng mẹ con có thể đích thân tham dự đám cưới phải không? Hay là như vậy đi, con và Hướng Thần hai đứa tổ chức tiệc nhỏ thôi, chờ sau khi mẹ của con hồi phục lại, ba sẽ tổ chức lần nữa cho tụi con. Tới khi đó ba nhất định để cho mẹ con đích thân nắm tay con và trao cho Hướng Thần. Tuy là mẹ của con vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng mà ba tin chắc là trong lòng của mẹ con vẫn luôn trông chờ điều đó. Lâm Thư, anh cảm thấy bác Đặng nói rất đúng. Hay là chúng ta tổ chức đám cưới, anh muốn cho em một gia đình ổn định. Chỉ cần có thể mỗi ngày ở bên cạnh anh thì em đã thấy ổn định rồi. Nhưng anh muốn cho em một thân phận người vợ hợp pháp, chờ sau khi mẹ em tỉnh lại thì sẽ dẫn mẹ của em và cả bác Đặng và mẹ của anh, chúng ta cùng nhau đi du lịch, có được không? Anh Hướng Thần, em xin lỗi đã để cho anh phải lo lắng nhiều như vậy. Em nói cái gì đó? Các móng tay gọn gàng, vậy thì sẽ càng đẹp hơn. Ba, Lan Hinh về rồi sao? Ba, Lan Hinh, con về khi nào? Con về tối hôm qua. Ba, bây giờ ba ngày nào cũng ở trong bệnh viện với mẹ sao? Phải đó, cực cho ba quá. Mẹ, Lan Hinh về rồi. Mẹ à, mẹ có nhận ra con hay không? Con là Lan Hinh đây. Còn có Trương Dương, Trương Dương là con rể của em đó. Em không nhớ sao? Mẹ, mẹ không nhớ Lan Hinh sao? Mẹ, mẹ, không sao chứ? Lý Tinh, Lý Tinh, mẹ à, sao mẹ nhìn thấy Trương Dương lại sợ hãi như vậy? Khi cô ấy nhìn thấy người lạ đều sợ hết. Gần đây mọi người ghé thăm hơi ít, cho nên cô ấy tưởng hai người là người lạ đó. Không sao đâu, Lý Tinh à. Lý Tinh, không sao đâu, có anh mà. Ba, con có chuyện muốn nói với ba một chút. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Được. Sao vậy? Sợ tôi sao? Sao vậy? Có chuyện gì? Ba, ngày nào ba cũng ở bệnh viện với mẹ. Ba có biết là khách sạn có rất nhiều người bàn tán về ba không? Chuyện con muốn nói là chuyện này sao? Phải, con muốn nói chính là chuyện này. Hôm qua con về tới đây, vừa mới tới khách sạn thì đã nghe nhiều lời nói ra nói vào. Ba, đừng xem nhẹ chuyện này có được không? Chuyện của bản thân ba, ba hiểu rõ mà. Ba, ba có biết hội đồng quản trị đã có người muốn thay thế ba hay không? Chào, khám bệnh đây. Bệnh nhân Lý Tinh, phòng số 422. Để tôi kiểm tra thử. Bác sĩ, bây giờ mẹ của tôi như vậy
có thể hồi phục được không? Thông thường với tình trạng não bộ thiếu oxy thì việc hồi phục không lường trước được. Hơn nữa cụ thể tổn thương bộ phận nào trước mắt chúng tôi vẫn chưa xác định được, cần phải quan sát thêm một bước nữa. Được rồi, cảm ơn anh nha. Trương Dương, hay là con vẫn lăn hình về nhà trước đi. Hôm qua nó mới vừa về, cho nó nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới tới thăm mẹ con. Dạ. Ba, chuyện con nói với ba biết rồi. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nghe lời của ba. Đi thôi, nghe lời của ba đi. Ba chăm sóc tốt cho bản thân đó. Đi thôi. Về đi. Đừng cắn móng tay nữa. Nào, đây, để anh chỉnh lại cho đẹp nha. Anh, sao giờ này anh mới về? Anh về nhà tắm rửa thay quần áo sao vậy? Mẹ đang tức giận đó. Anh mau đi theo em đi. Bà nội uống nước đi. Bà không uống. Bà đừng giận mà. Mẹ, anh về rồi. Mẹ, con về rồi. Ba, bà nội đang giận đó. Minh Giác, bây giờ mẹ muốn gặp con, còn phải tới bệnh viện sao? Mẹ, bây giờ con không phải đã về rồi sao? Con về rồi. Mấy ngày con mới về nhà một lần. Lúc trước con chăm sóc cho Lý Tinh, mẹ không có gì để nói. Bây giờ cô ta thành ra như vậy, nhà chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mà con không thể nào ngày nào cũng tới bệnh viện như vậy được. Phải phải. Mẹ, mẹ đừng có giận nữa. Có chuyện gì không vui mẹ cứ việc nói. Bởi vì chút nữa con phải tranh thủ tới bệnh viện rồi. Bắt đầu từ bây giờ con cũng không thể tới bệnh viện nữa. Cái này là sao đây? Lý Tinh là vợ của con, con không thể không lo cho cô ấy. Mẹ không nói là không để con lo cho nó. Gia đình chúng ta có thể bỏ tiền thuê một hộ lý cho cô ta, một ngày 24 tiếng chăm sóc cho cô ta, như vậy là được rồi. Còn về con đó, con phải tới khách sạn mà giải quyết công việc. Mẹ, nếu như mà con không chăm sóc tốt cho Lý Tinh, con làm gì có tâm trạng giải quyết tốt chuyện ở khách sạn. Vậy con có biết là con cứ luôn ở bệnh viện, công việc ở khách sạn không ai lo lắng tới. Bây giờ con là tổng giám đốc, con còn không đi làm, con kêu cấp dưới của mình làm sao mà làm việc cho tốt. Hội đồng quản trị có rất nhiều người đang tính thay thế chức vụ của con. Minh Giác, con có nghe mẹ nói hay không? Con không thể vì một mình Lý Tinh mà không lo cho khách sạn trên dưới mấy trăm nhân viên. Vậy được. Nếu đã là như vậy, ai muốn lo thì cứ để người đó lo. Con nói cái gì chứ? Mẹ, chuyện này con đã suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ chức vụ này của con có thể không cần. Nhưng mà con không thể không chăm sóc cho Lý Tinh. Nếu như mọi người thật sự không thích cô ấy thì không sao hết. Sau khi cô ấy hồi phục, con sẽ dẫn cô ấy tới biệt thự ngoại ô sống. Chuyện từ chức con sẽ nêu ra trong cuộc họp hội đồng quản trị lần này. Ba, Minh Giác, con muốn làm cho mẹ tức chết có phải không? Con muốn chọc cho mẹ con tức chết có phải hay không? Mẹ, mẹ đừng giận mà, đừng giận. Anh, được, được rồi. Nếu con vì cái cô Lý Tinh đó, con có thể không cần Dương Quang, con cũng có thể không cần cả gia đình chúng ta. Con có thể tới biệt thự của con mà sống, mãi mãi đừng bao giờ trở về đây. Được rồi, không cần phải chờ họp hội đồng quản trị. Trương Dương, ngày mai con tới Dương Quang thay thế chức tổng giám đốc, không để người khác chiếm vị trí này.